Xin chào các bạn, hôm nay thì chăm sóc laptop sẽ review và hướng dẫn các bạn là sửa một cái nút nhấn ở trong laptop. Thì trong cái nút nhấn này nó là một cái nút công tắc, thông thường này sẽ dùng trong cái nút kích nguồn. Thì đây là một cái nút kích nguồn nhưng mà kích thước nó sẽ nhỏ hơn, cái độ mỏng của nó mỏng hơn, một kích thước nó nhỏ hơn. Và một số máy sẽ dùng ở trong cái nút chuột trái chuột phải. Cái nút lớn như thế này thì trong dòng Asus từ Gen 2, Gen 3 thì nó dùng rất là nhiều. Và một số máy thì nó sẽ dùng cái đây là một cái chuột trái chuột phải này. Nhưng mà đối với máy này, để mà xác định cái nút này còn hoạt động tốt hay không thì chúng ta dùng một que đỏ, một que đen, chúng ta để thang đo thông mạch, chúng ta đo này. Thì chúng ta bấm xuống mà nó tích lên á là ok. Anh quá nhắn giùm ha, anh quá nhắn đi ha. Từ từ, anh coi. Rồi nhắn đi. Nhắn mạnh xuống chứ. Mạnh xuống đi. Để tiếp xúc được. Thì khi chúng ta nhấn xuống mà nó kêu á, nó tích lên á là ok, mà chúng ta thả ra là ok, là nó không kêu là ok này. Đối với cái này nó cũng cái tiếp xúc nó khá là kém rồi ha. Anh Phú cách đi anh Phú. Thì cái độ nhạy nó cũng kém mà. Đối với cái này thì hình như là bấm nó không ăn luôn, bấm đi Phú. Đấy. Thì đối với trường hợp mà nó không có tiếp xúc tốt này, nó có hai cách để chúng ta xử lý. Một là chúng ta thay luôn cái nút nhấn này. Hai là chúng ta sẽ sửa. Nhưng mà khi thay nút nhấn thì chúng ta phải tìm một cái men nào mà nó có cái kích thước giống như thế này. Về cái độ cao thấp á thì để mà nó khỏi mất thời gian thì chúng ta đè rồi chúng ta sửa luôn. Thì chúng ta sẽ dùng một cái dao mũi, chúng ta gọt những cái đường này đây ha. Gọt bốn cái đĩa, cái này nhiệm vụ là dụ cố định cái miếng này để nó giữ cái những cái bên trong á. Ở trong này nó có một cái miếng thiết mỏng lắm và nó sẽ có độ đàn hồi nha các bạn. Cái này hơi cứng nè. Chúng ta dùng cái dầu mũ mỏng, nói chung là lại lấy nó lên nhé. Thì bên phải nó là bên này là nó có một cái chân để nó hàn vào, kéo nó bay đi nha các bạn. Chúng ta nâng cái này lên nhé, bỏ ra ngoài. Và bên trong nó là một cái mặt tiếp xúc, mặt kính này. Thì trong một cái thời gian dài xài lâu dài á thì cái mặt kính này nó sẽ bị oxy hóa đi và chúng ta nó sẽ không tiếp xúc được. Đấy, các anh thấy là cái mặt dưới này của nó nè, anh thấy nó bị oxy hóa hết, thấy không? Thì chúng ta chỉ cần lấy cái dầu mổ và chúng ta vệ sinh hết cái đường này. Đấy, chúng ta chỉ cần làm như thế này nha. Và chúng ta là cho nó bay hết cái lớp oxy hóa đi. Tương tự như các bạn cũng vậy, kéo nó rớt nha các bạn, bay đi đâu mất rồi. A few moments later. Rồi, chúng ta cắt những cái chốt nhựa nó cố định cái này, chúng ta gỡ nâng cái này lên nhé. Đợt này thì chúng ta nhẹ nhàng nâng lên chứ để là nó bị rớt mắt nhé. Cái này lát chúng ta sẽ hàn lại nhé. Chúng ta đặt ở một cái vùng nào đó nhất định, đặt cái này ra. Thì trong một cái thời gian chúng ta làm việc lâu dài thì cái này nó sẽ bị oxy hóa đi, cái lớp bên trong nó bị tan đi, nó rỉ đi, nó oxy hóa đi. Thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ vệ sinh cái lớp oxy hóa đó đi là xong. Các anh để ý nè, bên này nó oxy hóa đúng không? Chúng ta dùng một cái dao mổ hoặc là dùng cái mũi nhíp này, chúng ta vệ sinh nó đi như thế này. Các anh hình dung, ở giữa này là một lớp mạch và bên hông này là một lớp mạch này. Chúng ta sẽ đo cho các bạn xem đó. Đây là cấu tạo của một cái nút nhấn nhé. Hai cái này nó thông mạch nè. Ở giữa là không thông mạch. Khi chúng ta nhấn xuống thì cái đồng nghĩa với việc là cái lớp này nó dính với nhau thông qua một cái miếng này. Thông qua cái miếng này, cái miếng thiết này nhé. Thì khi mình nhấn xuống thì cái miếng thiết này nó sẽ tiếp xúc cái miếng giữa và miếng bên hông thì nó tạo ra một cái công tắc tiếp xúc với nhau. Thì bây giờ chúng ta cái này tương tự như vậy thì chúng ta dùng cái dao mổ này các bạn. Chúng ta sẽ vệ sinh hết cái này đi. Đấy. Vệ sinh xong chúng ta dùng một cái lượng xăng thơm và rồi bảy chúng ta phải chùi lại sạch sẽ là ok nhé. Đây chúng ta sau khi vệ sinh chúng ta thấy nó bóng lên chưa? Bóng lên.
Đấy, chúng ta thấy nó bóng lên chưa? Nó bóng lên đấy. Thì chúng ta có thể là dùng một cái lượng xăng thơm hay là bãi gì đó chúng ta vệ sinh lại, rồi chúng ta hãy đặt vào. Ở đây chúng ta sẽ dùng xăng thơm nhé. Rồi chúng ta vệ sinh sạch sẽ nó đi ha. Rồi chúng ta đặt vào lại vị trí này. Đó, đặt lại vị trí này. Nhớ là cái này nó theo một cái hình, một cái chiều của nó là một cái chiều nó hơi cong cong nha các bạn. Để nó có cái tạo một cái lực đàn hồi thì là nó hơi cong cong nhé. Chúng ta vệ sinh cho sạch sẽ hết đi hẳn đi ha. Đấy. Thì nó hình cong cong như cái chảo vậy đó. Hình chảo vậy đó. Tại vì khi mình bấm xuống nó mới đàn hồi nó mới nảy lên được nhé. Ok, chúng ta đặt vào vị trí đó và chúng ta đặt cái nút nhấn này vào. Sau đó chúng ta đặt cái thanh kim loại này vào. Và chúng ta nhớ là hàn lại nha. Tại vì bên phải của nó chúng ta đặt cho khớp nha, đặt cho khớp. Sau đó chúng ta dùng mẫu hàn, chúng ta hàn cái này lại. Hàn cái này lại. Cái này có mẫu hàn không? Rồi. Sau đó chúng ta sẽ dùng keo 502. Anh quá cho miếng keo 502 nha. Đối với cách dùng keo 502 này, chúng ta nên là nhỏ ra một cái miếng nhựa nào đó. Chẳng hạn chúng ta nhỏ ra miếng nhựa ở đây. Một miếng nhựa ở đây nha. Rồi, sau đó chúng ta dùng một cái mũi nhíp. Chúng ta lấy một cái lượng keo 502 vừa đủ, chúng ta cho vào những cái góc này. Tránh trường hợp mà nhỏ thẳng keo 502 chỗ này nhé, thì nó sẽ đi thẳng xuống dưới và nó dính cứng luôn và không có làm gì được hết nha. Chúng ta rất khó xử lý về sau này nha. Đây, chúng ta chỉ cho bốn góc thôi và chờ nó khô là xong. Khi nó khô xong, bây giờ chúng ta sẽ thử lại, thử cái nút nhấn chúng ta vừa xử lý xong nó thành công hay không. Có nghĩa là chúng ta cứ bấm một cái thử nó có tiếp xúc được hay không. Mình chờ nó khô nhé. Rồi, bây giờ anh Phú bấm giùm ha. Đấy, bấm một cái thả ra mà nó hết, bấm nó kêu và thả ra nó hết kêu là ok nè. Bấm đi. Từ. Bấm đi. Thả ra, rồi bấm đi. Đấy, bấm đi. Đấy, thì khi các anh mà bấm mà nó kêu và thả ra nó không kêu là ok. Nghĩa là khi anh bấm thế này thì cái mạch này, cái chân này và cái mạch chân ở giữa và cái chân bên hông nó sẽ tiếp xúc với nhau. Nghĩa là một chân này và chân này nó được tiếp xúc với nhau và nó hình thành ra một cái ký tự và một nút gì đấy. Đấy, thì cái đây là cái cách mà chúng ta phải sửa chữa những nút nguồn. Đúng như dòng Asus, dòng gen 1, gen 2, gen 3, một số là nó dùng cái nút kích nguồn như vậy và lâu ngày và nó bị hư cái nút này dẫn đến chúng ta kích nguồn không được. Thì ra vấn đề là mất nguồn. Thì chúng ta chỉ xử lý đơn giản là xử lý những cái này là nó sẽ giải quyết được vấn đề một cách rất là đơn giản và hữu hiệu, giúp cho chúng ta là xử lý trên những cái ban Asus và những cái máy mà nó có nút chuột trái chuột phải như thế này. Thì các bạn hãy cứ theo bước này mà làm. Trường hợp nếu chúng ta có những nút nó kích thước mà nó ngang và chiều cao nó giống như thế này thì chúng ta thay ngay vào luôn. Nhưng những cái máy kích thước nó khác, ví dụ cái độ cao nó cao hơn hoặc nó thấp hơn thì chúng ta rất là khó khăn trong việc mà chúng ta phải căn chỉnh và sửa chữa. Thì chúng ta sẽ xử lý thì bằng cách như thế này và chúng ta sửa chữa. Và cái này nó không có bị lại nữa các bạn. Trừ trường hợp để bị vào nước oxy quá lắm thì nó mới bị thôi nha. Rồi thì tới đây thì trước khi kết thúc cái bài hôm nay thì muốn là tóm tắt lại cái cách mà chúng ta xử lý cái này, cái nút nhấn này. Thì trước tiên là các anh chỉ cần là xác định cái vị trí nút nhấn và chúng ta cắt những cái gờ nhựa xung quanh. Và chúng ta dỡ một cái miếng đệm, miếng mà nó bảo vệ cái, nó giữ cái nút nhấn này ra. Và chúng ta đặt hết cái vị trí ra một cái vị trí nào đó, đặt hết các linh kiện này ra một cái vị trí nào đó dễ nhìn thấy. Sau đó chúng ta dỡ cái miếng đệm lên và chúng ta vệ sinh và chúng ta tẩy hết cái lớp oxy hóa đi bằng một cái nhíp hoặc một mỏ hàn hoặc một cái dao mũi gì đó, làm cho sạch sẽ nhất là được. Và là sau đó chúng ta là cho keo 502 vào và chúng ta dán vào những góc này cho nó bài bản, cho nó cứng và nó không có bị đổ keo xuống phía dưới. Nếu đổ keo xuống dưới chúng ta bấm thế này nó không có được đàn hồi lên thì rất là nguy hiểm. Đấy, thì các anh lưu ý. Hy vọng với cái bài này các bạn sẽ giúp cho các bạn là xử lý được những cái ban liên quan tới nút nhấn hay là nút kích nguồn. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau. Xin cảm ơn ạ.